Hello mấy bà, Mimiland đã trở lại rồi đây. Ở các clip trước á, tôi có kể về việc tôi nhặt được 4 bé mèo con á, và hiện tại thì đã tìm được chủ cho 3 bé. Tôi rất là cảm ơn sự quan tâm cũng như tình yêu của mấy bà dành cho các em mèo á. Đó là những phép màu ưu tú nhất để cho mỗi em mèo có một cuộc đời hạnh phúc hơn. Đối với tôi, mỗi em mèo xuất hiện trên thế giới này đều vô cùng xinh đẹp, dù em ấy có màu lông gì, giới tính gì hay là giống mèo gì. Cũng như con người chúng ta thôi, mấy em không được quyền lựa chọn giới tính, màu lông hay là quyền được sinh ra hay là không. Vì thế mà sự khác biệt của mỗi em sẽ tô thêm một sắc màu mới trong cuộc sống của chúng ta. Tôi biết á, là mỗi người sẽ có một cái gu khác nhau. Có thể vì thế mà các em tam thể này không hợp mắt với nhiều người, do cái màu lông của em hơi lem nhem một tí. Thế nên tôi tìm mãi mà không tìm được chủ để yêu thương em. Một cô em tam thể, tính cách hiền hòa, dễ ăn, dễ ngủ, dễ để cho người ta yêu. Sau khoảng thời gian gần gũi thì tôi cũng không có nở xa ẻm nữa mấy bà. Tôi đã đấu tranh tâm lý dữ dội với gia đình để có thể nuôi cái bé lem này. Thì sau cái khoảng thời gian đấu tranh này, gia đình của dì mình quyết định sẽ tiếp nhận bé Mỹ Meo này trở thành một thành viên mới của gia đình. Điều đó đồng nghĩa với việc là tôi muốn gặp giờ nào cũng được, muốn thăm giờ nào cũng được. Tôi nhớ hồi xưa lúc mà tôi chưa có nuôi mèo á, tôi thích mèo tam thể lắm mấy bà. Nhưng mà trong kiếp của tôi á, tam thể nó gì nè, bà này giờ bà cũng tam thể mà nó là hấu hâm. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và xem hết clip này. Chúc mọi người vui vẻ nha. Bye bye.